Đây là công nghệ diệt khuẩn Ag cộng có khả năng đồng thời tiêu diệt các loại vi sinh vật, vi khuẩn gây bệnh độc hại, đảm bảo chúng ta trong quá trình sử dụng sẽ được bảo vệ trước các tác nhân gây bệnh trong không khí nè và hạn chế mùi khó chịu. Với những không gian mở làm mát bằng quạt thông thường thì không đủ, sử dụng máy lạnh thì lại càng không. Đó là lý do vì sao mà chúng ta cần dùng đến quạt điều hòa và tiếp tục mang đến những chiếc quạt điều hòa cỡ lớn. Lần này đây Keosan sẽ mang đến cho bạn một chiếc quạt điều hòa có dung tích là 65 lít, nhưng không chỉ có như vậy. Muốn biết thêm về nó thì đợi lát sau sẽ rõ. Mình sẽ không nói nhiều về thiết kế của con quạt điều hòa này vì cơ bản nó cũng giống đại đa số. Chỉ có một điểm mọi người cần biết, đó là dung tích lớn thì nó sẽ dẫn đến một số thứ, đó là quạt to và chiếm diện tích. Nếu như mà chúng ta sử dụng cho một không gian lớn hoặc là sân vườn thì không thành vấn đề, bởi vì là dung tích lớn nên khi mà mình trong nước cũng sẽ tốn thời gian một chút. Nhưng nếu nhà mọi người có ống dây nhỏ thì có thể dẫn thông cửa đổ nước sẽ tiện hơn. Có thang đo mực nước bên dưới để mọi người biết khi nào đầy thì ngừng châm. Bên cạnh đó thì làm sao thiếu đi được 4 bánh xe di chuyển, quạt mà châm nước thì cực kỳ nặng luôn. Nhưng nhờ có bánh xe xoay 360 độ mà mình sẽ đẩy quạt đi nhẹ tơn. Hai bánh sau của nó còn có khóa nữa, đặt quạt ở chỗ dốc thì mọi người nhớ khóa lại để cố định quạt nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ có công suất hoạt động là 210W và phạm vi làm mát lên đến 65m². Mọi người tham khảo kết quả ở đây để biết quạt tiêu tốn điện thế nào nha. Kết quả thu được này là khi hậu cho quạt hoạt động ở tốc độ 3 trong 8 tiếng. Bản điều khiển trang bị cho chiếc quạt này vô cùng đơn giản khi nó được thiết kế nút vặn kết hợp với nút nhấn. Dù dùng tiếng Anh nhưng Hậu nghĩ không làm khó cho người lớn tuổi xài đâu. Mình vẫn có đầy đủ các chức năng cơ bản ha. Về tốc độ thì sẽ có 3 tốc độ và thiết kế nút vặn thì mọi người có thể xoay theo chiều nào cũng được. Ở tốc độ 2 thì tiếng ồn của quạt khi hoạt động vẫn có thể chấp nhận được, nhưng mà ở tốc độ 3 thì rất là ồn nha các bạn. Tuy nhiên như Hậu có nói, nếu như mục đích sử dụng của chúng ta là ở những không gian lớn thì không thành vấn đề. Còn việc nó ồn ra sao thì mọi người có thể tham khảo kết quả ở đây. Để quạt có thể lan rộng và tỏa ra nhiều phía hơn thì quạt cho mọi người đảo được chiều gió. Với trái phải thì đảo tự động. Còn lên xuống thì phải tự mình điều chỉnh nha. Song song với đó, để tăng mức độ làm mát và làn gió thổi ra mát lạnh thì không thể nào thiếu chức năng làm mát, và đó cũng là lúc bình chứa bên dưới hoạt động. Nước sẽ được bơm lên ngăn chứa bên trên, cũng chính là nơi chứa đá khô. Đá khô sẽ làm lạnh nước, rồi từ đó nước chuyển xuống tấm làm mát và gió sẽ thổi qua tấm làm mát này và đưa không khí mát lạnh ra bên ngoài. Quạt có ba mặt lấy gió là hai bên hông và phía sau. Để bảo vệ các tấm làm mát thì mỗi tấm làm mát đều có kèm theo một miếng lưới lọc. Miếng lưới lọc này tháo ra rất dễ dàng nên sử dụng một thời gian thì mọi người nhớ lấy nó ra vệ sinh để không bị ảnh hưởng khả năng thu gió nha. Một điểm nữa, đây cũng là điểm Daikyosan đã bổ sung mà Hậu chưa thấy một hãng nào trang bị. Đó chính là bên trong ngăn chứa đá, hãng có kèm thêm một cái hộp chứa nhiều hạt trắng li ti. Đây là công nghệ diệt khuẩn Ag cộng có khả năng đồng thời tiêu diệt các loại vi sinh vật, vi khuẩn gây bệnh độc hại, đảm bảo chúng ta trong quá trình sử dụng sẽ được bảo vệ trước các tác nhân gây bệnh trong không khí nè và hạn chế mùi khó chịu. Có nghĩa là chúng ta có thể xem cái này giống như một miếng lọc đó mọi người. Nước trước khi đi vào ngăn chứa sẽ đi qua cái này để loại bỏ vi khuẩn và mùi khó chịu như một bước đảm bảo chúng ta sẽ yên tâm hít thở. Do nước ở trong nhà mình thì mình đâu có thể kiểm soát được nó sẽ không có vi khuẩn hoặc không có mùi lạ đâu, nên Hậu thấy trang bị thêm cái này rất là hữu ích nha. Cuối cùng là chức năng hẹn giờ, do là sử dụng nút vặn nên chúng ta sẽ không có khoảng thời gian hẹn giờ rộng được. Ở đây tối đa cho mọi người hẹn được đến 120 phút. Mức giá để sổ chiếc quạt điều hòa Daikyosan này là 5.990.000 đồng. Khung tâm giá mọi người có thể tham khảo mẫu DKA04500A 5.400.000 đồng, cũng của Daikyosan luôn, nhưng con này có dung tích là 32 lít và công suất 175W thôi. Hoặc là mẫu AC37519CRH của MyD 5.400.000 đồng. Tuy nó có dung tích và công suất nhỏ hơn là 45 lít và 130W nhưng lại có điều khiển từ xa nha. Một chiếc quạt có dung tích và công suất lớn như thế này thì sẽ rất là phù hợp để sử dụng trong một không gian rộng rãi như là sảnh tiệc, sân vườn hay là quán cà phê, vì thường những nơi này thì mọi người sẽ không quá quan tâm về độ ồn của chiếc quạt, cũng như là với kích cỡ lớn như thế này thì mới đủ sức để lan tỏa gió rộng. Và thông tin chi tiết về giá cũng như là sản phẩm thì họ sẽ đính kèm trong link ở phần mô tả nha. Các bạn đừng quên like, subscribe cho kênh Điện Máy Xanh. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại.